F0 đã khỏi bệnh có thể gặp hàng loạt triệu chứng và di chứng hậu COVID-19 kéo dài từ 2 đến 6 tháng như sốt, ho, khó thở, mệt mỏi. Điều này ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe và đời sống của người dân, phục hồi chức năng cho phổi và phòng ngừa điều trị những di chứng do COVID-19. Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình Sức khỏe là vàng của truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam với sự tham gia của khách mời Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Anh, trưởng khoa thăm dò và phục hồi chức năng Bệnh viện Phổi Trung ương. Mời quý vị và các bạn tham gia giao lưu đặt câu hỏi cho chuyên gia của chương trình qua đường dây nóng 088 967 5566. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam, phát trực tuyến trên các nền tảng số Fanpage VOVTV Sức khỏe, YouTube truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam, TikTok VOVTV, trên sóng phát thanh VOV Sức khỏe FM 89MHz và trên ứng dụng khám bệnh trực tuyến VOV Bác sĩ 24 của kênh Sức khỏe Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình cũng được trực tiếp trên các nền tảng số Fanpage, YouTube, TikTok của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng, Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên, Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La, Đài Phát thanh Truyền hình Lạng Sơn, Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương, Đài Phát thanh Truyền hình Cần Thơ, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau và Báo Pháp luật Flirt, Báo Pháp luật Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón xem.